那不可能打二的，他们肯定之前也没有练过。是，来看一下他的这个分数，上场比较少，所以卡池场均贡献都比较低的，就打过两场吧。对，一场12-0，一场11-2。就他自己的话，感觉从前天状态来看，昨天的状态不是很好。但毕竟他是世界冠军，这底子肯定是有的。啊，都过，都过，惊讶。Hello， hello， 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 惊讶。好啦，好啦，有第三了 ，OK。rồi rồi hiểu tại sao là ngon rồi ngon rồi anh lắc lắc alo rồi rồi chất lượng ok đấy còn video thì không thể nó nét hơn được nữa rồi không thể nét hơn nữa. OK, Sakuramot và Snake và hiện chất lượng chiến lược như thế này thôi vì nó chỉ free được một hôm thôi. Mà không hiểu thông qua tại sao nó nét như vậy. OK, quay trở lại với trận đấu thì Sakuramot và Snake XX xuất phát là Golem IC và không hiểu. Hello. Ngày hôm qua thì Sakuramot đánh cái hơi đen, không phải là hơi tệ mà hơi đen. Vì trận đầu tiên gặp Deck Counter, còn trận thứ hai thì lại lộ thủ hơi lỗi. Cái này trận thứ hai ăn được đấy, nhưng mà thủ hơi lỗi. Có đồng ngu, đây là Rift Farm đây rồi. Đây là Rift Farm rồi. Đúng rồi, đặt ngay con IC để đánh lạc hướng. Trận đấu hơi mờ nên anh em cũng thông cảm thôi, biết làm thế nào. Ngày hôm qua nét bãi đáy mà hôm nay nữa. Ram vào trụ rồi, rất tốt đến từ Rakuramot. Nhưng mà vẫn còn đấy là một con Hunter. Điểm sức mạnh của con Hunter đấy chính là cái việc đỉnh điểm cận chiến, vì vậy là con này thủ tank cực tốt. Và ngày hôm nay thì chắc chắn là không có rồi. Đối đến lúc đấy thì anh có biết là anh đã còn stream hay không, nhưng mà tự ủng hộ view là đã vui lắm rồi. Ngày hôm nay thì mình nghĩ là chắc chắn là không có cái sự xuất hiện của thẻ mới đâu, tại vì là thẻ mới này họ phải nghiên cứu rất là kỹ và đánh rất nhiều để mới biết được là cái điểm mạnh điểm yếu của nó và nó kết hợp với những cái tank nào sẽ ok, tại vì là con này nới 5 mili liền nó cũng khá là nặng. Ram bên kia hay đó, đánh mọc lốp rất hay, đổi hướng rất tốt đến từ Sakuramot. Ok, mình sẽ cố gắng là kiếm sao nó nét hơn chút nữa. Xem này có ổn không anh? Tại vì là mình xem màn hình to nó mờ mờ quá. Xem màn hình nhỏ thì ok, xem màn hình mình có iPhone thì ok á. iPhone điện thoại với lại PC thì ok. À, điện thoại với máy tính bảng thì ok đấy, nhưng mà trên màn hình động 24 inch nó bắt đầu nó nhòe lắm rồi. Với một cái thế trận như thế này thì hơi khó, đang theo là mốt đang bị thả con đồng ngu hơi sớm. Họ đánh bằng miner rồi, mọc lốp bằng miner không quan trọng lắm, chúng ta có tất tay tên này được không? Có một cái fireball, chắc chắn là như vậy. Một fireball vào trụ đi, còn bạn ít vào trụ đi, rồng ngu đập không được rồi. Bánh như thế này không được. Sakuramot đang hơi nóng vội một chút. Họ sẽ dùng miner chặn lại ngay đi. Dùng ram chặn được rồi. Ôi, fireball đã xong rồi. Không hiểu tại sao Sakuramot lại đánh rất quá là nóng vội như vậy. Anh ấy đang tâm lý không ổn định chăng? Tối. Thôi đánh vui thôi chứ đánh chơi gì. Sakuramot đánh quá là nóng vội. Lag hay sao nhỉ? Lag hay sao nhỉ? Lag
Đâu 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 đâu. Barrel còn lâu lắm. Ở mà đang hiện tại đang có mấy mấy mới có 26 à 76. No, I'm noob. Để màn hình cho sách suy á. Thôi. Sakuramoto vừa bị thua anh ạ. Vừa thua 1-0. Bánh kiểu hơi nóng vội quá. Deck trên cơ đấy không ăn được. Space Chinese, yeah, ni hao. Ni hao. Lại la, lại la. Chưa, CR chưa. Hôm bữa có người, à, mình được hai người cho, một người là cho 20 đô, một người là cho 5 đô. Hai cái thẻ. Lại chơi Rissan có Ghost. Ôi, này như thế này thì thấp bạc. Đấy, PSK kia đang sẽ ăn được cái hút rồi. Vẫn họ vẫn có lợi thế về Eli. Nó mạnh mà, nó thay thế như mấy con kia mạnh ấy. Trận trước, à, set trước thì Sakura mất thua. Anh em xem kiểu này thì xem trên điện thoại nó mới. Ôi trời ơi. Không hiểu sao tâm sắc nó muốn đánh kiểu gì ấy. Rồi đánh mà đánh lẻ loi này. Mờ lắm, không hiểu. Ngày hôm qua thì nó nét, nhưng ngày hôm nay thì nó sẽ không cho nét nữa. Đó là một cái điều rất là phiền. Đánh ngáo vậy trời. Không hiểu ra lại bút những cái quân như thế này. Có lẽ là hơi khinh địch. Mờ lắm, nhưng mà xem ở trên kia điện thoại là mọi người sẽ mình khuyên là mọi người chỉ xem lên điện trên điện thoại thôi. Họ sang poison luôn thôi, đã có dư Eli rồi. Rồi đánh cái ngáo quá. Chiều. Ăn được đấy. À, 516 vẫn mà ăn được đấy. Nhưng mà thế này không được. Thế này. Có. Bài nờ bắt đi. Poison vẫn ăn được. Pekka thả dưới đít lên. Nhưng mà Pekka này nó có cả con đấy Whip và Zappy đó thì nó lại mạnh hơn chút. God đặt hơi thấp. Đặt thế này đi. Ăn được không? Zappy chết đi. Ôi vẫn còn một con Zappy. No. No, no, no. Rồi. Ê Whip. Nhưng mà thái Whip cao vậy. Một cái giáp rồi, vẫn ăn vẫn thủ tốt. Vâng, Dark Goblin dễ hành hành vậy đã. Vào đi. Rap. Rồi, Dark Goblin, nhưng mà em lại ơi, em đi cao quá. Một lock rồi, Dark Goblin bên kia rỉa nhanh lắm, rất tốt. Thả con gót rồi, gót bánh lạc hướng rồi, Pekka đi ra ngoài rồi. Xử lý rất là tốt. Bánh tiếp theo là cậu tất tay. Ê, Whip sẽ đi ra từ dưới lên. Rồi, Pekka bên kia, Goblin, rồi, hay lắm. Nguy hiểm. Ơi, đừng để con Whip chết. No, đừng để Whip. Pekka đi bên kia rồi, giam đập đi. Rồi, con Whip vẫn đang phụ pháp trộn. Một lock, thôi xong rồi. Không có con nào hỗ trợ cho bên. Mega của họ nhờ à, con góp bóng biết làm sao. Vẫn tốt.
Dark Goblin bắn nhanh lên. Gang đâu? Một giáp. Chưa được rồi, thế này thì chưa được. Gót đâu? Gót. Phải giết ngay được cái hút của họ. Phải đập ngay được cái hút, cho Ram công hút đi. Cho Ram công hút đi. Đừng để con Beckham chết bởi con hút. Đúng rồi. Hơi ngáo một chút nhưng mà vẫn đang ok. Poison. Poison cho mấy con Rappi đi. Tại vì là Rappi với lại Sobe Whip thì nó rất khó chịu. Beckham đâu? Ôi. Miner rồi, chặn được Miner. Nhưng mà như thế nó còn 1 phút nữa. Ta vẫn còn 1 phút nữa rồi, thấy chưa? Mình phải nghĩ là ngay phải giết cái con Rappi. Bởi vì con này nó giữ chân cho con PK không thể sống được. Ram đâu? Cầu mặt đi. Đúng rồi, bây giờ đánh phép xịn. Gót sẽ đánh bóc lốp bên kia. Phải chặn ngay được Miner. Mình nghĩ là khó hòa lắm. 590 máu. Họ sẽ còn cầm một cái. Miner bắt được Miner. Poison rồi, họ sẽ Poison rồi. Rồi, một chém. Miner Poison lớn. Cố lên. Đừng để họ Poison lần nữa. Ram đâu? Họ sẽ ra PK. Ram đâu? Rồi, tất tay đi. Còn Pekka đi hơi chậm so với lại tốc độ của Ram. Dark Goblin lao vào đi em. Miner, họ sẽ công bắt ngay Miner. Bắt ngay Miner. No, xong bắt bay Miner đi. Phải.